Sao Việt và những lần vướng nghi án đập đá vì xuống cân quá nhanh hay xuất hiện trong bộ dạng mệt mỏi thiếu sức sống mà nhiều nghệ sĩ như siêu mẫu Hoàng Yến, ca sĩ Bùi Anh Tuấn, chân dài Hồng Quế, hoa hậu Diễm Hương đã phải khốn đốn trong thời gian dài vì bị nghi là vướng vào chất cấm. Siêu mẫu Hoàng Yến là gương mặt người mẫu sáng giá lâu năm của làng thời trang Việt. Hoàng Yến luôn ghi điểm trong mắt khán giả với phong cách cuốn hút, gương mặt góc cạnh và vóc dáng chuẩn. Tuy nhiên, có một thời gian, Hoàng Yến thường xuyên xuất hiện với hình ảnh hốc hác. Điều này đã làm dấy lên tin đồn Hoàng Yến đập đá nên mới xuống sắc nhanh như vậy. Mọi việc càng ồn ào hơn vào tháng 11 năm 2013, Hoàng Yến gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng và nguyên nhân được nhiều người cho là vì siêu mẫu đang phê thuốc khi điều khiển xe nên không làm chủ được tốc độ. Tại thời điểm đó, cư dân mạng còn truyền tay nhau hình ảnh nhạy cảm được cho là Võ Hoàng Yến đang trong tình trạng phê thuốc. Nhưng người đẹp đã lên tiếng bác bỏ và cho rằng có ai đó cố tình cắt ghép hình ảnh nhằm hãm hại mình. Người mẫu Hồng Quế, vào năm 2014, chân dài trẻ tuổi cũng từng có thời điểm khốn đốn vì tin đồn dùng ma túy đá để giảm cân và nhanh chóng có một vóc dáng thon gọn. Chân dài 1m79 đã nhanh chóng đính chính khi cho biết cô đã thực hiện một chế độ ăn kiêng và tập luyện nghiêm khắc để giảm cân chứ không hề dùng đá để có vóc dáng thon gọn như lời đồn ác ý. Ca sĩ Bùi Anh Tuấn, nghi án đập đá là một trong những nguyên nhân chính làm sự nghiệp sáng chói của hoàng tử The Voice nhanh chóng thụt lùi dù có bệ phóng danh tiếng và lượng fan lớn từ cuộc thi giọng hát Việt. Xuất hiện với gương mặt hốc hác và thân hình ngày càng mảnh khảnh cùng với những vụ ồn ào đều bị nhiều người quy kết rằng đó là kết quả của việc đập đá quá nhiều. Sau đó, mẹ của Bùi Anh Tuấn đã lên tiếng giải thích anh chỉ đang gặp vấn đề về sức khỏe khiến xáo trộn lịch làm việc chứ không có bất cứ dấu hiệu dùng chất cấm nào. Hoa hậu Diễm Hương, trong vụ tranh chấp ly hôn tốn nhiều giấy mực giữa năm 2014, Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 cũng bị chồng cũ nghi ngờ cô bị bạn xấu dụ dỗ, lôi kéo dùng ma túy nên đã làm những điều sai trái. Trước thông tin ảnh hưởng không tốt đến mình, Diễm Hương đã phải chủ động đi làm các xét nghiệm ma túy để chứng minh sự trong sạch.